Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, tiếp tục nội dung về hình bình hành, chúng ta sẽ sang phần thứ hai, đó là phần hoạt động. Bài đầu tiên trong phần hoạt động đó là bài hoạt động số 1 có nội dung như sau. Những hình nào dưới đây là hình bình hành? Các bạn hãy quan sát ở dưới này có các hình A, B, C, D và E. Và các bạn hãy dựa vào tính chất của hình bình hành và cách nhận biết hình bình hành và hãy xem những hình nào ở trong các hình này là hình bình hành. Đầu tiên, hình bình hành có hai cặp cạnh song song đối diện nhau và các cặp cạnh đó bằng nhau. Chúng ta có hình A, chúng ta thấy cặp cạnh có hai cặp cạnh này song song và đối diện nhau. Chúng ta có cạnh nằm ngang bằng cạnh nằm ngang. Vậy hình A chính là một hình bình hành. Hình B, các bạn quan sát trong hình B này chỉ có một cặp cạnh song song, còn cặp cạnh này thì không song song. Vậy không đủ yêu cầu nên hình B không phải là hình bình hành. Tiếp tục hình C, chúng ta thấy có hai cặp cạnh song song và bằng nhau. Vậy hình C chính là hình bình hành. Hình D, các bạn quan sát ở hình D thì cũng lại chỉ có cặp cạnh này là cặp cạnh song song, còn hai cặp cạnh này không song song. Vậy hình D không phải là hình bình hành. Hình E, các bạn quan sát hình E có hai cặp cạnh cùng song song và bằng nhau. Vậy hình E chính là hình bình hành. Vậy là chúng ta đã tìm được bao nhiêu hình bình hành? Một là hình A, 2 là hình B và 3 là hình E. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa hoàn thành bài hoạt động số 1. Bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học sau.